Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa quý vị đại diện cho Hội đồng Gia tộc. Dạ thưa cô Hai, là người đại diện về quý gia đình cùng tổ chức buổi lễ long trọng kỷ niệm cho người thân kính mến. Dạ thưa quý bậc lão thành, quý ông quý bà cùng tất cả các vị thiện tri thức, quý bậc cao minh và các bậc cao đồ của tổ thầy yêu kính có mặt nơi đây. Dạ thưa tất cả phái đoàn cùng chư đồng đạo kính mến, thật là niềm vinh hạnh lớn lao hôm nay chúng tôi được trở về nơi cái xã Phú Thọ, là nơi mà chúng tôi đã thường gặp lại với số cô bác anh chị em ở nơi điểm này. Chúng tôi cũng có từng đó đây rất nhiều nơi, nhưng mà riêng về ở xã Phú Thọ chúng tôi được có sự chiếu cố của tinh thần đồng đạo ở nơi đây, nên vì lẽ mà những cái ngày kỷ niệm cúng cơm cho người thân đều có thông tin cho chúng tôi được đến đây gặp lại số cô bác anh chị em mình. Trong một cái tinh thần quý hóa đạo lý, ở nơi đây là dường như 90% rồi. Ở số cô bác anh chị em tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo ở các nơi chúng tôi được biết đó, thì có xen lộn thêm bên Thiên Chúa giáo, Cao Đài giáo, rồi Tin Lành, nhưng mà riêng gì ở đây thì đặc biệt không có. Ở chúng tôi nhớ lại không lầm, cái dòng suối một Phật giáo Hòa Hảo truyền sang từ ở bên An Giang, nhưng mà nó đã chảy sang trở về ở nơi cái chỗ là Đồng Tiến này, được có chỗ khu ba là nơi cái xã Phú Thọ. Nơi này tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tương đối rất là nhiều, những cái số kỳ cựu, những cái số của anh chị em đã thâm niên, đã kinh nghiệm về quá trình kinh nghiệm của đạo lý đã sâu sắc rồi. Nhưng mà lâu lâu á có cái cơ hội để rồi chúng ta mở ra cái chương trình trao đổi và nhắc nhớ qua những lời của Đức Tôn Sư để lại. Mặc dù hiện nay trong những lời dằn học đó chúng ta rất quý mến đó, cho nên chúng ta không nỡ để trên gác tía lầu son, để rồi phải xoa mò trong quần trong năm tháng, cho nên vì lẽ mà chúng ta thấy gặp nhau rồi chúng ta đem những cái lời hay ý đẹp đó, để rồi chúng ta cùng nhắc nhở nhau. Hiện nay đó cô bác anh chị em biết đó, những cái tinh hành loan đã rất nhiều rồi, nó dồn dập rất nhiều rồi cô bác anh chị em mà. Hiện nay là cái thời kỳ nó cũng đã, nó khiến đến cái giai đoạn tiên tri của Đức Bình Giáo Chủ sau đây kỳ kể sao cho xiết đó, vậy thì dân ôi, nếu định nghĩa theo cái từ ngữ chữ dị là khác mà chữ kỳ là lạ, thì thầy tiên tri sau này nhiều cái chuyện nó xảy ra các mặt đất này đó, nó nhiều lắm chứ không phải riêng gì ở đây. Những cái điều của ông Xuân Công Dương tôi nói đâu, nó nhiều lắm. Nhưng có một điều, để chúng ta vững lòng tin tưởng Đức Thầy chúng ta là một vị Phật, thì những cái sự tiên tri đây đó nó đã sai có rồi, thì còn có những cái chuyện gì nữa đó mà Đức Thầy không quên nhắc nhở cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo an tâm để mà tu tập. Mặc dù có con chuột long trời lở đất, hoặc dù có các cuộc chuyển biến của thiên cơ, thì chúng ta cũng vẫn dàn trên bước đường tu tập. Cho nên nhớ lại hai cái câu giảng của Đức Bình Giáo Chủ dạy: cổ kim nghiệm biết đừng than, để cho trời Phật ta lo toan việc này. Cái chuyện xe chuyển đất trời là chuyện nói chuyện trời đất, còn cái chuyện của mình nữa là cái chuyện lo tu, phải không cô bác anh chịu lo tu. Muốn cho thân vượt khỏi lề, cấm xào trì trí đó, một bề lo tu là chắc cứu. Đồng ý không? Cho chồng hết tay đi. Dạ. Để an trí trong phần nào trên mạng, ở trên YouTube và trên cái cộng đồng thế giới, thì chúng tôi cũng từng gặp lại với cái số cô bác anh chị em mình, và cũng không quên nhắc nhở rằng hiện nay những chúng bổn tuồng sư giải bán phai là quá thân của Phật thầy Thế An, mà ai cũng đều biết được giảng 11 hồi của Phật thầy Thế An là chính ngài là một vị quá thân, chứ không một ai được trực tiếp thi của ông sư giải bán phai cả. Thì những cái lời tiên tri của ông sư giải bán phai đó là chúng tôi đọc đây để chi, để nhớ lại những cái lời này để chúng ta yên tâm mà tu. À tận thế đa khổ người ơi, lòng trong giả đợi mà bạc vui để dành, không có một việc làm lành trong đời mau tới cũng tan thành cái thân. Nghĩa là trong cho đời tới mình tới luôn đó vậy. Bây giờ nói thêm một quyển dẫn thôi đi,
Ở trong chính bổn tuồng của Ma Thới là một tác giả Kim Cổ Kỳ Quan mà Quyển Đời Thượng Quân đều có nói qua cuộc tận thế hội Long Hoa, lời nói của ông Ba nói đó là tiên tri giai đoạn sau này. Nhưng mà ông cấm hai điều: chớ đem lòng sợ đói lo no, làm lành niệm Phật thì Phật lo cho mình, chớ lo chi sấm nổ thình lình, bây giờ lo việc tâm tình công phu là chắc cứu. Đồng ý không? Thôi chào phá tay nữa. Thì những cái chuyện xảy ra trên mặt đất này nó không có lạ gì đâu. Bây giờ bà con yên tâm, dám cố gắng tinh tấn tu hành. Đây là một cuộc dục thúc đó, hối hả chung linh khứu ba hầu dục thúc, đờn lôi âm khởi điệu êm tai. Con làm duyên thì khá trở có quốc hài, tiên quyết chí dắt người liên tục. Đây là cái cuộc dục thúc thôi à. Cho nên từ đó hôm nay mình nghe những cái lời sấm ký, những cái lời tiên tri, những giai đoạn gì mà của Đức Bình Giáo Chủ cho biết trước là ngày nay nó thấy cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm nặng thầy cứu cho, chỉ có tu thôi à, thì Đức Thầy mới cứu nghe. Cho nên chúng tôi sẽ nói với cô bác anh chị em mình ráng. Hiện nay cái thế giới năm châu hết cái cơ duyên đối với Phật Pháp rồi, mà chỉ có cái Việt Nam chúng ta là một cái nguồn sinh lực. Sau cái cuộc tận thế hội Long Hoa và sau cái cuộc đời tới đây đó, Việt Nam đã hạnh hưởng sau cùng, đứng đầu bảng trong 18 nước, cô bác anh chị em còn nghe mà. Cho nên từ đó hôm nay mình yên trí ráng cố gắng lo để mà tu. Bây giờ đọc qua một đoạn giảng coi có phải cái cuộc thiên cơ thời kỳ của các nước hết không, hết cái cơ duyên của Phật Pháp chưa. Trong giảng tuần của 11 hồi sư giải bán khoai nói bấy lâu Phật ở bên Tàu, bây giờ đó Phật lại bước lần vào Nam. Quý vị biết truyền lưu từ sơ tổ Maha Ca Diếp cho đến ông Mana mà truyền xuống rồi đó cô bác anh chị, đến ba đời tổ là hết cái cơ duyên thịnh huống trường y bác rồi. Thì cái cơ duyên các vị tổ giáng sanh xứ xứ một phần lớn là ở bên Tàu, Tàu tức là bên Trung Hoa đó. Nhưng mà bây giờ cái bên Trung Hoa hết rồi, hết cái cơ duyên rồi, họ buôn kinh bán Phật rồi đúc hình tượng giấy rồi kia, họ gửi sang qua Việt Nam để buôn bán rất nhiều. Cho nên cái bên đó hết rồi, hết cơ duyên Phật Pháp. Nên giờ đây Việt Nam được Đức Bình Giáo Chủ viết trong quyển gì, dạy đạo chánh vì thương Nam Việt, ở Cao Miên đó vì mến Tần Hoàng trở về Nam, đặng có sửa sang cho thiện tính được rành chân lý. Giờ đây ngài trở lại cái bổn xứ đất nước Việt Nam để chi vậy, để mở cơ hóa đạo. Là vì Việt Nam mình là trung tâm điểm mà, nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế, Việt Nam là trung tâm điểm mà. Cho nên vì lẽ hôm nay nó mình ở đây đó, nó rất là có một cái nhân duyên rất lớn đối với Phật Pháp rồi. Ở trong cái Niết Bàn Đức Phật khi xưa đưa ra đó, có người sáu điều khó gặp. Một là khó gặp Phật ra đời, hai là khó nghe được cái chánh pháp, ba là khó được cái sắc thân làm người, bốn là khó sanh giao vào trong khỏi trung tâm quốc độ, năm là khó sanh ra cái tâm biết lo sợ, sáu là năm căn không bế tắc, tức là câm ngọng đuôi điếc và tâm trí không lẫn lộ. Năm điều, sáu điều này mình đã có một cái cơ duyên rồi, trở về cái bản xứ Việt Nam gặp được cái cơ mở đạo của Đức Bình Giáo Chủ để khai cơ hóa đạo, thì chúng ta được có hạnh hưởng ở trong một cái giai đoạn cuối cùng này. Vậy thì giờ đây lời nói đầu tiên gặp lại với số cô bác anh chị em, chúng tôi xin đại diện cho địa phương xã nhà và đoàn chân thành gửi đến gia đình cô bác anh chị em lời vấn ăn sức khỏe, lời chào mừng kính cẩn và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thôi thì cái thời nói lời nói đầu chúng tôi cũng xin tạm dừng ở đây. Có lẽ là cô bác anh chị em lâu lâu mới có cái cơ hội gặp lại, thì chúng tôi dành cái thời giờ trao đổi qua giáo điều của Đức Trung Sư. Hiện nay đó thì chúng tôi nhớ lại không lầm thì cái ông cố vấn ngày xưa là ông Lê Dương Phú là tự là Tho đó, bà con mình đã nghe trước cái thời kỳ của Thiết Bản, thì ông đã có cái chương trình gọi là nghi vấn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, giải đáp qua mọi điều hăn hỏi của Đức Trung Sư kính mến để lại. Nhưng mà giờ đây đó ông đã ra đi rồi, kẻ chết đã yên rồi một kiếp, thì người sống còn đó tái tiếp noi gương. Giờ đây khi ông đã ra đi rồi thì chúng tôi là có đoàn hậu tấn kế giảng khe lai sau này để tập tễnh làm một viên gạch nối liền với Phật Pháp để rồi làm cho cổ xí cái nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Mong rằng trong hội trường của các anh chị em giữ cái phần trật tự chung, và đồng thời có đưa ra những câu kinh tiếng kệ, chúng ta chọn những cái câu kinh nào, cái lời giảng nào của Đức Bình Giáo Chủ không chạm đến cái chuyện thiên cơ thời cuộc, không chạm đến chính trị của nhà nước, thì chúng ta được quyền đưa lên để cùng nhau bàn giải. Tại vì trên mạng, trên clip cũng rất nhiều rồi,
Mà hiện nay những cái phù hợp nhất là phù hợp những cái điều phương pháp hành đạo để làm sao cho mình được đi đến cái chỗ là minh tâm chứng tánh để cho được trọn lành trong sáng đó mà thôi. Thôi thời giờ có hạn, vậy thì chúng tôi mời ông Sứ Ngôn Viên đến đây đọc qua những lời dạy ngọc của Đức Trung Sư để chúng ta cùng nhau trao đổi coi những lời của Đức Thầy dạy. Thơ với phú cho thần tiên vắng bước, bởi cơ trời đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Vậy cái người không tu khổ như thế nào, có cái người tu đó hạnh hưởng cảnh an vui ra sao? Ở trong đọc cái bài không? Và Nam Mô Di Đà Phật. Vừa qua thì cái người tôi cũng có lời nói đầu tiên thăm hỏi còn để quý vị mình những gì trong ngày hôm nay. Thôi thì trở lại qua cái chương trình bằng gia đình là tôi chân lý thì bây giờ là hôm nay tôi có đề tài đó, nhưng mà muốn cho nó trực tiếp cho nó sâu trọng cho ông Trường nên chút thôi. Mời quý vị mình mấy con mình cũng được đó. Nên như là ghi hình cho bà con mình ở nước ngoài cái này nặng dạng lắm á. Thôi không mời không lên cũng lập ra đề tài chút chiếu lên nhau nha. Dạ. Thôi thì có hai câu của lần nào mình em gửi lên cho mọi người là bàn cho lần đạo mình nói nghe chung. Lần đạo mình biết là chết rồi cũng mất cốc keng, trống đờn để nhạc để chi ăn cái gì. Như vậy là cốc keng là gì, trống đờn làm sao mà sao có đổ này nói đờn ta dúng thì không dây này cũng có đờn cũng này cái cắm hay đâu. Thôi mời anh đó là bàn hai cái đoạn giảng này cho giáo chủ cũng như đồng đạo mình ở đây nghe chung ủng hộ cho cái đàn phát tay từ lại đi đi mời anh. Dạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ đây cái đề đầu tiên được đặt lên giao duyên với chung với chúng tôi đó là để em. Để em này là cái người ở gần cái độc cột sắt đây. Em Minh hả? Minh em. Dạ. Dạ nêu lên hai cái câu là chết rồi cũng bớt cốc can, trống đờn lễ nhạc tế sen ít gì, đàn nhu thầy lễ cũng kỳ, mắt thải chuyện gì thủ phục bình hưng, lại thêm đờn địch từng tân đem con theo sống mà dân làm gì. Lẽ ra việc hai câu chúng tôi sẽ lập hai câu à, nhưng mà lập về để chi à, để nhớ cái phần xuất xứ. Dạ thưa quý vị, cái bài này ở đâu à? Có phải hai câu này nằm trong quyển 3 của Đức Thầy viết vào lối tháng 9 1939 tại Hòa Hảo, gồm có 612 câu à. Đồng đạo nêu đâu có hai câu à, chết rồi cũng bớt cốc keng. Thôi bây giờ chúng tôi trở lại, chúng ta tranh thủ thời giờ đi à. Bây giờ cái cuộc nghi vấn nó không thuộc gì thuyết trình nghe. Chúng ta cô động dẫn dụ so sánh chứng minh rồi đó, chúng ta kết luận đề tài. Hiện nay nó cô bác anh cho em biết là khi ra Đức Thầy ra đời thì nhằm cái thời kỳ của chúng sanh nó nằm cái thời kỳ gọi là phô trương hình tướng. Có số người người ta làm cái chữ hiếu mà Đức Thầy khuyên là khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi, bớt bỏ rình răng một khi nếu cha mẹ chết thì làm y theo lời này. Mặc dù Đức Thầy đã khuyên vậy mà có số người họ không chịu nghe đâu. Cũng trong tôn giáo mình đây nè, chứ cũng không ngoài đâu, cũng có số người làm không đúng theo tôn chỉ của Đức Thầy. Cho nên Đức Thầy buộc lòng viết cái đoạn văn này để chi? Để chấn chỉnh lại rằng cái người chết rồi đó thì nhờ cái người còn ở lại họ biết sáng suốt. Cái người con gọi là minh hiếu đó, sáng suốt hiếu chứ không có mụ hiếu. Thì chúng ta làm theo tôn chỉ của Đức Bình Vô Chủ dạy thì cái ảnh hưởng phần lớn là do cái người, cái linh hồn. Cho nên từ đó cái người chết rồi, chúng ta một là làm những cái chuyện mà xây đắp nhà mồ hoặc là rước thầy đám thầy lễ. Những cái chuyện này đó, cô bác anh chị em biết là Đức Thầy, mặc dù Đức Thầy viết ở trong cái đoạn giảng này mà ở trong cái quyển Bổng Tuệ của Ba Thế cũng có đó. Không phải cha mẹ mình chết thì mình bỏ trôi, mà trái này mình làm thế nào hạnh hưởng một phần lớn cho linh hồn. Đường sanh tử khác thể chim bay, lo hồn di chánh cho lo cái thay làm gì. Cho nên trăm năm mà lo giữ cái mộ phần, chẳng cầu hồn vía xa miền diêm dương, cầu nguyện thấu đến Tây Phương, chẳng cầu thì thủ mộ thịt xương tiêu tàn. Cho nên từ đó hôm nay cái quan trọng quá của người tín đồ Phật giáo của Hảo là ta cho trong linh hồn thôi. Khi cha mẹ ông bà đã mất rồi thì chúng ta làm như thế nào cho linh hồn được siêu sức trở về cái cảnh giới kia, chống giả đài hùng linh tâm tổ, mong cháu con báo bổ tu hiền, ngõ hầu lây chúc phước duyên, thoát dòng nghiệp báo thì phước điền đạo hơn. Hiện nay cái cử quyền cái thất tổ nó chống thiền đài đó, cái bậc mà không có tu đó họ bị đọa ở dưới.
Còn phải người có tu thì họ được giải thoát lên trên. Cho nên trong cái bài nguyện, cái bàn thờ của quyền đó là mong nhờ tất cả bề trên độ con yên ổn vững bền của tu, là cái cứu quyền đó đã có tu rồi đó, đã có giải thoát rồi đó. Còn ráng tu đắc đạo mà cứu của quyền là cái bậc cứu quyền này đã bị đỏ đó con bác anh em. Trong đó nó có hai phần. Cho nên từ đó hôm nay mình ráng cố gắng, nếu mà chủ trương theo đường lối của Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta làm như thế nào? Chúng ta phải bố thí, phải trì chay, phải giữ giới, phải cúng lại, phải làm những cái công tác gì đó mà Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy là phải ăn năn đó, phước điền tạo tác. Chữ phước điền là gì? Phước điền tức là chữ điền là ruộng, chữ phước là cái ruộng phước. Mà mình thường làm cái ruộng phước, mà trong kinh kể lại một có ba cái miếng ruộng lớn của con người tín đồ. Một là kính điền, hai là ân điền, ba là bi điền. Kính điền là hàng ngày mình tôn kính Phật rồi cúng lại hai buổi sớm chiều đây nè, để cầu nguyện cho cái lý thứ ân đó, khi xưa nó muốn cho tẩu lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Như vậy nhờ có sức thành tâm để đền đáp được cái ân của cụ quyền thức tổ, cái ân sâu nhỏ to lời lẽ chớ quên rằng mà nguyện giái đặng đền ân sâu, nhờ cái lời nguyện giái đó đó, năm câu tha thiết như Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy, thiết tha thiện tính câu cầu nguyện vui đẹp đó, dạ thầy luôn ước ao. Nhờ cái sức thành tâm cầu nguyện trong năm câu hai thời cúng bái của người tín đồ giáo Hảo mà âm siêu dương thế đó là cô bác anh em à. Cho nên vì lẽ mà hôm nay chúng ta ráng làm trong ba cái miếng ruộng lớn đó là kính điền, chúng tôi kể đại lược thôi à. Bây giờ cái ân thứ hai là ân điền. Ân điền tức là chúng ta đền đáp tứ đại trong ân, bốn ân này, cái ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại. Bốn cái ân này, mỗi một người sinh ra đều có bốn cái ân. Mà bốn ân này đó cô bác anh em biết là đến cái ngày nào mà chúng ta mãn cái kiếp rồi đó, biết đâu chúng ta có trả được hay không. Cho nên từ đó hôm nay phải ráng có bốn ân này của Đức Thầy, viết câu quân lý tứ ân chạm dạ, nếu chẳng dình thì phải đọa đừng than. Một câu quân lý tứ ân ta đừng phai lạc thì phong thần bản ghi. Bốn ân này đâu có bác anh, trong kinh thượng sanh hạ sanh của Đức Di Lặc ngày xưa có viết, có động văn là nếu ai thọ trì phẩm báo tứ ân sẽ được siêu diệt sinh tử và có mặt trong đại hội Long Hoa đồng được giải thoát. Bây giờ bốn ân này không phải dễ đâu cô bác anh chị em. Hiện nay mình đã đọc cái quy Phật rồi nó mới đền đáp được nè. Ngã kim quy chính giác siêu ly địa ngục môn, thượng báo tứ trọng ân hạ thế tam đồ khổ, nhược nhân kiết nhân giả tất phát bồ đề tâm. Tức là chữ ngã là mình, là chữ kim thì hiện nay mình quy Phật đó mà tu hành thì phải vượt ly là đưa ba đường ngã đạo, tức là siêu ly địa ngục môn là vượt ly ba đường ngã đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trên đắp được bốn ân dài, dưới độ được ba đường ác, nếu người nào nghe được kinh này tất phát tâm bồ đề vậy. Thành ra như vậy thì cái miếng ruộng thứ hai là ân điền. Bây giờ đến cái miếng ruộng thứ ba là gì? Là bi điền, là lấy cái ruộng từ bi đó để làm cái chuẩn đó của bác anh em. Hiện nay tín đồ giáo Hảo, chúng ta muốn tự độ mình và đồng thời độ người thì chúng ta phải tự là biết ăn chay giữ giới, biết thương người mến vật. Cái miếng ruộng lớn nhất là cái miếng ruộng bi điền. Hiện nay cô bác anh cho em biết là Đức Thầy đưa ra trong quyển dẫn thư tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo đó khó bì tánh thiện. Bảy báo đó kim ngân sa cừ pha lê mã não san hô hổ phách, bảy báo này đem lại cái lòng tánh thiện, cái lòng từ bi của con người không đổi được đâu. Cho nên từ đó hôm nay chúng tôi đề nghị cho cô bác anh cho em muốn cứu được cha mẹ của quyền thất tổ và người thân thì chúng ta phải dùng cái phương pháp tha lực, nghĩa là phải ăn chay giữ giới, phải tự độ mình trước rồi mới có thể độ cái người kế đó. Mình không độ mình được làm thế nào mình đi cầu nguyện chay được. Cho nên ở trong kinh có kể lại là hiện nay đó, mình đã chẳng ra công tự độ thì đừng mong cứu khổ đặng ai, phải tập mình bơi lội cho hay thì mới có thể giết người dùm đấm dùng, không biết lội mà đòi giết người dưới sông chết luôn bảo gì. Đồng ý không? Cho nào phá tay bây giờ. Cho nên Đức Thầy nói coi rồi, phải thân mình tự trị, chẳng độ xong thì Phật có quá chắc nhiều. Mình trị mình không được, độ mình không được thì nguyện người ta ăn chay là sao ăn chay theo mình được đó. Cho nên cái điều kiện thứ nhất là cái miếng ruộng thứ ba là phải ăn chay. Như vậy thì căn cứ theo trong kinh kể lại thì tất cả những hạnh bố thí trên thế gian này không có cái hạnh bố thí nào lớn cho mà các người biết ăn chay. Bất sát nhân chi đại, bất tà lễ chi chánh, bất tử trí chi minh, bất dụng chi trí. Bất sát nhân chi đại là không sát giết các loài vật để nuôi cái thân mạng này thì được gọi là nhất đại bố thí.
không có bố thí gì lớn cho mặt của người biết không trai. Cho nên ông Ba Thới mới viết cái đoạn văn đó: tu biết thương vốn thiệt chai trường, còn hãy ai tu thăm cổ thì tu đường địa ngục. Lòng trời đất phương điều dặn vật, đức kháo sanh tiên Phật một màu, thượng cầm hạ thú lao sau, côn trùng thảo mộc con nào cũng linh, nó cũng muốn như mình đặng sống thì nở lòng nào tuyệt chấm dứt nổi. Như vậy thì tất cả những cái hạnh bố thí thế gian này, ở đây chúng tôi nói xuyên qua thôi. Vậy thì giờ đây muốn cầu cho cửu quyền nhất tổ cho người thân thì chúng ta đừng nên rước thầy lễ thầy đáng, tại vì mấy cái ông thầy đó mấy ông tự tạo cho mình những cái trụ tiền bạc, lợi dụng cái lòng tốt tín ngưỡng tôn giáo mà gạt lường bổn đạo lấy tiền. Cho nên những cái này là hoàn toàn ở trong giảng của các thầy đã cấm. Cho nên hôm nay đó những cái người khá giả mà họ rước những người giàu mà làm xong đó, thì thầy nói nếu làm đám được về cực lạc thì giàu sang đó được trọn hai bề. Nếu mà giàu mà rước mà những người đó về mà làm là kết quả đó thì mấy ông phải tu và khỏi cái vấn đề mà tự lực để mà cứu trợ ai cả. Cho nên từ đó kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao. Nhưng là nếu mình mà nghèo khổ không có tiền đi rước mấy ông thầy đám thì chả lẽ là Đức Phật vì cái chỗ đó rồi đọa lạc linh hồn của ông bà cha mẹ hay sao? Cho nên từ đó hôm nay mình ráng cố gắng căn cứ theo trong có hai câu dẫn này thì chết rồi cũng mất cốc can, là ám chỉ như đừng rước thầy nhạc thầy lễ đó, rồi chết rồi cũng mất cốc can, trống đờn lễ nhạc tế sen ít gì. Bây giờ cho nó nhiều lắm, nhiều cái chuyện lợi dụng tiền bạc này đó để mà lấy tiền. Cho nên Đức Thầy muốn chủ trương phá những cái chủ hủ tục mê tín dị đoan, để rồi cái người mà tu đó nhờ đâu, rồi nhờ cái công đức tu tập của con cháu mình tạo tác những phước điền cứu được của quyền thế tổ. Cho nên là hiện nay đó Đức Quỳnh Vô Chủ chủ trương cái đường lối này nữa, thì rõ ràng là cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước, là mong cho cái tín đồ cầu cho linh hồn mỗi khi cha mẹ chết thì mình phải tập trung lại hả? Để ông ba cha mẹ từ trần thì mình phải tập trung mời tất cả những cái số cô bác anh chị em đông đạo, kẻ tu phước tu huệ tu giới tu định, nhờ công đức này để hẹp trung công tác để cầu nguyện cho của người thế tổ những người thân, thì cái đó mới có phần kết quả. Thôi thời giờ có hạn, chúng tôi trình bày khái lược thôi, có lẽ cô bác anh chị em đã xem rất nhiều rồi về vấn đề cái hữu tục rồi, thì thời giờ có hạn chúng tôi lấy cái phần chú giải thiếu phần mình và đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đạo nghe em hỏi lời giám chủ nó còn thắc mắc gì không, mà không thắc mắc gì cô quan nghe, bữa nay nói với mười vừa đề tài lắm em mười ơi. Còn mời đồng đạo mình hãy dưới thì tiếp thì có mi dưới đó mình sẽ đến đây để mà ăn luôn và đồng đạo đi được. Dạ, chào mừng Phật, mời đồng đạo. Chào đứng xin hỏi cái mười ba ba câu nhờ giải ra từ đồng đạo này. Âm vô kỳ vật, đường đạo đức bước đi thường thấp. Câu thứ ba, ngoại văn hình bất chấp gì hình. Mà xin hỏi ông mười gì trên mấy năm lời dân để thôi. Như vậy đó. Ông hỏi là có tay tại cái hai ông hỏi đi mấy năm. Ông mười ông diễn dạy rồi đi được mấy năm mới tới. Cảm ơn bà. Thưa vị, giờ đây thì cái đề thứ hai của đệ tư là người cũng có theo đoàn để cầu nguyện hàng ngày đây. Giờ đây thì đồng đạo nêu trong cái câu là đường đạo đức bước đi nữa khác ở giờ nào? Lời văn thô ý kiến chẳng cao. Mới đến cái câu là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật. Rồi mới đến cái câu là đường đạo đức bước đi từng nấc. Dạ. Ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Dạ dạ thì thôi bây giờ nó có phải có đầu có đuôi chứ, phải đọc vậy. Bởi vì giảng của Đức Thầy đó không khi nào đi chiết tự là lẻ câu không có đâu. Từ 3 4 câu, 6 câu, 8 câu, mỗi một cái đề vậy thì đều có cái chỗ mở đề, thân đề, kết luận. Thì bây giờ trở lại lời văn thô ý kiến chẳng cao, phải mở lại câu đầu. Lời nhân thô là gì? Là thầy dùng cái danh từ này để khiêm tốn đó cô bác anh. Vì thầy biết tín đồ của thầy sau này có số người cống cao ngã mạng dữ lắm nè. Bỏ cái tánh tự cường, tự trọng, gẫm cuộc đời, cái bóng thao hình. Có số người tự học được con đôi chút thì cho mình được có chỗ đắc được đạo rồi. Cho nên thầy mới lấy cái chỗ này ăn chỉnh cho tín đồ của ngài. Để lùi bước mà thành tiên cấp Phật. Nếu mà đi ở trước mé đó, mà nhảy qua bờ bên kia thì tự nhiên sẽ té sẽ xong mà. Cho nên phải là thoái thân như thân tiền, hậu kỳ thân thân tiên,
muốn mà nhảy qua một cái bờ suối bên kia thì phải lùi mình càng xa chừng nào thì trái lại mình mới nhảy qua bờ bên kia nó còn đạt được cái kết quả chừng đấy. Cho nên lời dân thu ý kiến chẳng cao, mặc dù là một vị Phật nhưng ngài nói ngài nó cái ý kiến của ngài đó là không có cao đâu đó, lời rất là thô thiển. Cho nên từ đó thầy dùng cái danh từ để trấn an của người tín đồ là phóng tâm ngã mạn đó cô bác anh em, thông minh thâm sát phản cận ư tử, rồi bát biện hoàng diễm như nguy kỳ thân, nghĩa là thông minh thì thiếu đạo màu, dí như đèn giải có dầu không tim. Cho nên thầy muốn phá cái chỗ mà cái chỗ mà phóng cao ngã mạn của tín đồ. Cho nên lời dân thôi cái nhân cao nội quan cảnh tâm vô kỳ danh là ám chỉ cho bên trong rồi đó, chứ nội là bên trong, chữ quan là sáng suốt, chứ cảnh là cái cảnh sáng suốt của bên trong đó. Tâm vô kỳ vật đây là nói một cái tích rồi đó. Hiện nay cô bác anh chị em cái nào mà thầy nói gì tích đó, để mình diễn sự đó, để sự diễn lý đó cho nó sáng suốt cái đề tài. Ngày xưa cái ông mà Quỳnh Mai Hoàng Nhẫn đó, đại sư đó, lúc bây giờ mở cái sự học ở tại trong cái chùa Quỳnh Mai, thì có cái ông mà Đức Lục Tổ Huệ Năng, ông đến để quy y, nói cho nó lẹ. Nhưng mà đến được quy y đó thì ông đã là người dốt chữ, nó không có biết chữ. Cho nên thầy nhắc lại Đức Lục Tổ, ai dám sánh người dốt mà nói pháp quá rành á, thì mới cho ông làm cái phận sự để giả gạo, chẻ củi nấu cơm, làm những việc với cái mang trù phòng ở phía trong. Nhưng mà một bữa nọ ông xách nước xuống dưới cái sông đó, xách nước lên bỗng nhiên gặp các cái thánh chúng ở trên cái trứng đường, người ta học cái kinh của Đức Quỳnh Mai Hoàng Nhẫn đó, đến cái câu là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Đọc đến cái chỗ ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm thì tự nhiên cái tâm của ông Đức Lục Tổ đang sách thước mà bỗng nhiên hốt lên một cái sự sáng suốt rõ ràng. Nó tèn ôi vậy thì biết lâu nay mình lầm cái tâm rồi, mình không biết nó ở đâu, nhưng mà không ngờ nó từ ở trong chỗ kín đáo này đây à. Đó, từ đó ông mới đọc cái hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn bất sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô động diêu, hà kỳ tự tánh năng sanh giả pháp. Từ đó ông mới đắc được cái chỗ vô trụ đó là không trụ vào một cái chỗ nào. Cho nên ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, nghĩa là cái tâm không trụ vào chỗ nào mà trụ cả, thì đó mới thiệt là dung thông cả đạo lý. Vậy thì giờ đây đó thầy mới dùng cái câu này nói trong cái buổi kinh Kim Cang, thầy rút tất cả các kinh vào đây mà dạy dỗ, nhưng mình phải xem cho nó kỹ lại. Rõ ràng là lời dân thô ý kiến cẳng cao nội quan cảnh tâm vô kỳ vật là thầy ám chỉ cho cái bộ kinh Kim Cang, nó trở về tâm không đâu cô bác ơi, nó về tâm không. Rồi đó là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, đường đạo đức bước đi từng nấc, là ám chỉ đức thầy nói một đoạn văn này thì xả ra một đoạn văn khác nữa. Thì hiện nay có người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó, nếu chúng ta mới biết được cái phương pháp tu tập thì tu theo cái chương trình của Phật giáo Hòa Hảo. Hiện nay đức thầy đưa ra cái chương trình thứ nhất là đốn giáo rồi đó, nhưng mà đi đến cái chỗ tiệm giáo, tiệm giáo cái công hành của tiệm giáo của Phật giáo Hòa Hảo hôm nay thì nó phải đi đến cái chỗ gọi là học Phật tu nhân, ai ăn qua văn cho Phật tu nhân. Cho nên chúng ta phải đi cái nấc thứ nhất đó là cái chương trình nhân đạo. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vững tứ ân, nhưng trước hết cái chữ trước hết ở chỗ nào, trước hết thầy chỉ đó là mình phải chú trọng phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác, cũng ví như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ. Nói cái câu này là cái chương trình nhân đạo, nhưng mà vậy nhưng mà chưa đâu, đến cái bước thứ hai nữa đó là đức thầy nói trừ xong ba nghiệp chướng hãy làm theo tám điều chánh, sau khi diệu được thập ác rồi tự nhiên 10 điều lành sẽ hiện ra. Như thế ta đã đi thêm một bước trên con đường đạo hạnh, nhưng sự tấn bộ ấy chưa có nghĩa là đạt được đến mục đích, nên cần hành đạo bát chánh tiếp theo, vì đó là một quyển kinh dịch tụng cho những ai mới thoát chốn mê đồ, tấn triển trên đường giải thoát. Bây giờ cái đồng ấy cho anh đào phải ra bây giờ. Vậy thì cái bước thứ hai, cái bước thứ ba là chúng ta cần phải đi đến cái chỗ tứ vô lượng tâm, nghĩa là cái việc tu tất cả từ Bồ Tát đạo thanh văn duyên giác chưa phải là chứng quả đâu, chúng ta phải đi đến cái chỗ là tứ vô lượng tâm, từ Phật thương chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng hết lòng giả dỗ, không nỡ để chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não bi. Nếu chúng sanh nào giả dỗ chẳng nghe mà còn làm điều độc ác để phá tội, thì Phật chẳng vì thế mà gác bỏ lại thương xót không cùng. Hỷ thường thường an vui mà làm những việc lành, dù gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng vì thế mà sanh lòng buồn bã xả. Ngài chẳng chấp một pháp nào trên thế gian, và sẵn lòng lìa xa đến hết các nghiệp tiền trần, tha thứ hết thảy cho những ai tối tâm lầm lỗi, chẳng còn vướng víu chi đến cuộc lợi danh tài sắc, nhìn cõi đời chẳng bao giờ sinh lòng những ai. Bây giờ thì chúng ta đạt đến cái chỗ tứ vô lượng tâm,
chúng ta đã đắc thành gọi là tam thân chứng lượng rồi đó. Vậy thì giờ đây các câu hỏi đồng đạo chúng tôi chỉ gãy gọn thôi à. Vậy thì Đức Thầy nói là đường đạo đức bước đi từng nấc, mà nấc nào chúng tôi trình bày theo cái biết của chúng tôi là phải đi từ chương trình nhân đạo đến tổ Bồ Tát và đến cái chỗ duyên giác và Phật đạo, đó là ba lần chúng trình bày theo giáo lý của tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì giờ có hạn thì chúng tôi trình bày theo khái luật trong phần chú giải thiếu phần bình và đến đây trên hết. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi cũng cảm ơn mọi người đã diễn giải cái đề tài của đạo sư Tư. Hỏi lên, hỏi lại giám chủ còn thắc mắc gì không, nếu không thì chưa quá từ em cách chịu rồi cái gì thấy không? Cũng biết con mình có trực tiếp không nè. Và được là mời toàn cả cô bác anh chị em đồng thời vụ về đây công phủ như thế này cũng là nhân viên của gia đình. Vậy thì có việc cầu giao cảm để hỏi mười bốn câu giảng của Đức Thầy như sau. Thầy bảo là người ơi, chân lý học lâu đời, thân cảnh thị nguyệt một nơi, hòa mặt trung ương tam điệp sắc, đợi chờ quy thuyền nước về ơi. Câu thứ nhất của thầy thân là người ơi, chân lý thẳng lâu đời, nghĩa là chân truyền đến pháp Đức Phật từ ngàn xưa đến nay rất là lâu xa, mà khi Đức Phật thành đạo đến khi tịch diệt thì các hàng đệ tử của Đức Phật sưu tập kinh điển lưu truyền đến hôm nay tới thời kỳ Đức Thầy ra đời, là thời hảo hơn. Vì thế đó mà trong khi Đức Thầy ra đời để giảng dạy, lấy cái đơn kiện tính pháp của Đức Phật về lời tuyên ngôn của tổ thầy đến nay là hơn 80 năm. Nhưng mà trong thời Phật hồi xưa thì dường như là cái phút về và đẹp mộng. Thế nên Đức Phật thuyết qua một tràng pháp thì hằng hà xa số người đến đặt. Đến hôm nay Đức Thầy ra đời giảng dạy cho tất cả những thân luôn cho tính pháp để tu hành giải thoát, mà những cái lịch sử hơn 2600 năm nay mà chưa có sư nào với tất cả vì thế thầy thân cảnh chỉ quyền hẹn một nơi để phải hẹn một nơi mà nơi đó là nơi nào? Hòa mặt trung ương tăng thì khách, hòa mặt trung ương thiện trung ương đó thầy là điểm ở đâu? Và tam thì khách, tam là ba mà có phải là thiên hoàng, thượng hoàng, nhân hoàng, từ hoàng, đợi chờ thiên lực muốn về nơi, thì thầy là một vị Phật mà cũng phải đợi chờ trời không được thì mới được về nơi. Vậy thì cũng mong chúng mình hãy giảng dạy cho con vấn đề của con về tinh tấn tu hành cách nào để con sau này được vị Phật tổ thầy cũng đại đại hội, những cái đức lời cũng không quên thành tâm
Dạ thưa quý vị, giờ đây thì tiếp theo cái vấn đề thứ ba. Cái vấn đề này do nơi cái cô cô gì? Dạ cô hát cô Ba Nhàn. Lâu cũng quên tên. Thì thưa quý vị, cô Ba Nhàn đây là cũng một vị tu sĩ có cái thời gian quá trình kinh nghiệm tu tập cũng nhiều, như các cái vị tu sĩ tổ chức đây nè, như là cô Hai Gấu, cô Sáu Tiểu rồi đó, thì cái dạng tu ở tại Phú Thọ rất nhiều. Thì thôi bây giờ cô đưa lên có luận văn người ơi chân lý thẩm lâu đời, mà đọc vậy rồi xuất xứ làm sao đây, quyền pháp thâm trầm thơm bất tuyệt, vô vi chánh đạo hỡi người ơi, rồi mới đến cái chỗ là người ơi chân lý thẩm lâu đời, thâm cảnh diệu quyền hẹn một nơi, hòa mặt trung ương tam điệp khách, đợi chờ thiên lục mới diện ơi. Dạ thưa bốn câu này ở đâu? Cô bái nằm ở trong bài cho tham tác ngà không à? Cái bài tham tác ngà thì viết câu nào? Ta dụ lỗ tháng 2 năm Canh Thìn 1940 gồm có 80 câu à? Mà đồng đạo nêu ra có hai câu thôi, có bốn câu thôi. Người ơi chân lý thậm đông lâu đời, thâm cảnh diệu quyền hẹn một nơi, siêu sức làm sao à? Ở đây chúng tôi thường nói là vấn đề đưa lên cái cô giảng mà tránh cái thiền cơ đó, cái câu này nó cũng trúng nữa rồi đó. Nhưng mà thôi kệ, bây giờ mình cứ xuyên qua phần nào phớp phớp vậy thôi ha, cho nó không có ăn ở ăn cho nó ăn phớp phớp qua vậy thôi. Thưa quý vị, bây giờ quyền pháp thâm tầm thân bất tuyệt, vô vi chánh đạo hỡi người ơi, mở lại hai con lộ cho quyền pháp là gì? Căn cứ theo trong kinh Phật có kể lại đó, thì trong Phật học từ điển có kể lại là Đức Phật độ người nó có bốn phương pháp là đốn quyền thực tiệm. Cái phương pháp đốn giáo là phương pháp trực chỉ về tâm, gọi là trực chỉ chân tâm kiến tánh Phật là đốn giáo. Nhưng mà phương pháp quyền là phương pháp quyền giả, kinh giả giảng thế chi thường, quyền giả nhất thời chi dụng. Đức Bình Vũ Chủ dùng cái phương pháp quyền là để độ bệnh cho tất cả chúng sanh, để mà hết bệnh rồi mà trở lại để mà quy y đạo Phật đó. Thì Ngài nói trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới là dùng quyền diệu tiên gia mà độ bệnh để cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị cho chúng ta. Vậy cho nên Đức Thầy dùng cái chương trình là quyền pháp thâm trầm thơm bất tuyệt. Cái thơm thế gian này nó còn giới hạn, nhưng mà thơm về cái phương pháp của Phật độ đó thì bất tuyệt, nghĩa là không còn có cái gì để mà đếm lường nữa, gọi là bất tuyệt. Bây giờ đến cái chỗ là vô vi chánh đạo hỏi người ơi, vô vi chánh đạo là cái không hình tướng. Mà cái không hình tướng này đó thì sau cái thời kỳ của Đức Lục Tổ Quỷ Năng bạch truyền y bát rồi, cái y là áo mà cái bát là cái bình bát, Ngài đã chôn rồi. Vì cái cơ duyên mà chúng sanh đắc được cái pháp mà nhãn tạng niết bàn vô tâm mà trở lại tâm thì nó không còn có cơ duyên truyền lại nữa, cho nên Ngài đã chôn lại trên 1000 năm rồi. Cho nên từ đó Đức Thầy mới viết lại cái đoạn văn là cả ngàn năm nhân tâm sao xiến sao tu hoài chẳng thấy ai thành, hay là từ ngàn xưa Phật pháp gài then nên ít kẻ đã tu hành đắc đạo. Gài then là đóng cửa rồi, đóng cửa rồi. Cho nên từ đó hôm nay đó, cái phương pháp tu tập mà trở độ tâm thì không có người cổ xí. Một lòng Đức Phật tại Thế An ra đời năm 1848 là năm Kỷ Dậu, Ngài mới cổ xí lại cái chương trình đạo thiền để là cho người biết được trở lại trở lại nội tâm mà tu. Có tu được cái nội tâm đó, chúng ta mới phá được các tướng bên ngoài, nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Nhờ có chúng ta mà ngộ được cái lý tánh của vô ngã mà phá được bốn tướng kia. Nên vì lẽ mà hôm nay Đức Phật Thầy Tế An ra đời năm 1849. Thì thưa cô bác anh chị em, sau khi cái giáo hệ của Bổ Xuân Kỳ Hương truyền sang đến cho Đức Bình Giáo Chủ là 7 năm, Ngài đã diêm tịch rồi. Bửu Sơn Mai Quế Quy Kỳ Thất Niên, cái đạo Bổ Sơn Kỳ Hương nó quý như nhành mai dùm quế vậy đó. Nhưng mà trong có thời gian có hạn là trong 7 năm là Ngài đã diêm tịch rồi. Thì năm Bính Thìn 1856 đó, Ngài diêm tịch tại núi Sam. Sau đó đó Ngài mới mượn xác trở về. Sau khi Đức Phật trầm, Đức Bổn Sư Sư Giải Văn Khoa cho đến Đức Bình Vũ Chủ là đến cái thần chót là 5 lần. Cho nên từ đó là Ngài mới trở về cái bản xứ ở nơi cái chỗ thôn Hòa Hảo, để đọc lên cái câu là Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ái hàm, mượn xác bình danh thanh sắc trẻ, chờ thời thiên đỉnh thiết cùng ca. Vậy thì Ngài nói cho biết cái bản xứ Hòa Hảo không phải là cái xứ ngoài đâu, Ngài tạm mượn nơi đây để tạo lại một cái hình ảnh, tức là một cái thể xác con ông Đức Bà
để đội lòng thương sanh chúng luân chuyển kiếp, giả ái ra dương trần đổi sắc thân, lèo lái sẵn rồi còn ngược gió cánh thương chưa gặp cánh thù dân, sang hè con cuốc sầu mơ mốc, đói thấy đời nay học khó đặt. Vậy thì hôm nay ngài thương chúng sanh, ngài trở lại gọi là luân, chú luân để đi vòng mà kiếp là chuẩn lại cái kiếp cuối cùng, lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho đó bổn đạo rõ lòng. Lần này lần chót rồi, thầy trở về cái bản xứ Việt Nam, kiếp chót ngày đây há lại tiết di thân phàm tục. Lần này lần chót mà cái kiếp này cũng là kiếp vượng sát chót nữa. Cho nên từ đó hôm nay mình được thấy cái pháp phương pháp vô vi của Đức Thầy dạy, của cái người tín đồ Phật giáo ảo ở nơi cái ngôi nhà. Bước vô rồi chúng ta dòm đến cái ngôi Tam Bảo, thấy là không có hình tướng. Tại không có bác, ngôi Tam Bảo hải thờ trần đỏ, tạo làm chi những cốt với hình, khùng nói cho già trẻ làm tin theo lục tổ đó, chớ theo thần tú. Từ đó đó cái chánh giáo của Đức Quỳnh Giáo Chủ để khai mở là khai cái phương pháp vô vi. Con người tu vô vi, làm vô vi, làm vô vi chánh đạo mới màu, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tầm kiếm cái không mới có, ai muốn tìm cái có thì trở lại nội tâm mình. Cho nên từ đó hôm nay nó mình thấy không lạ gì, hai cái câu đầu mở dế được là quyền pháp thâm trầm thơm bất tuyệt, vô vi chánh đạo hỏi người ơi. Ngày trở lại đây, ngày lên cái phủ xí cái tinh thần là ai mà hành hữu vi là không chánh đạo, mà ai trở lại nội tâm mà tu theo vô vi đó là chánh đạo. Cho nên từ đó hôm nay đạo vô vi của Phật Ân Cần nói theo Chí Thích Ca ngày trước, ta là cả vô hình hữu ảnh ẩn sát phàm, nhìn đạo Thích Ca hay điên dẹp hết âm thinh sắc tướng, tầm vô vi nó kiếm cảnh biết à. Thôi nó siêu sức làm sao à. Dạ. Vậy thì vô vi chánh đạo hỏi người ơi, bây giờ tới nơi đi. Người ơi, chân lý thậm lâu đời. Chân là gì? Chân là thật, lý là cái lý lẽ chân thật, nó không phải là mới đây đâu. Từ cái thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi đã đắc đạo rồi, ngài mới truyền sang cho cái người mà kế pháp đó là Mahakajit, là vị Đầu Đà. Cho nên từ đó nó ngài nói là người ơi, chân lý thậm lâu đời. Chữ thậm là rất, mà lâu là đã lâu rồi, không phải là mới đây, trên mấy ngàn năm rồi. Theo phần thực Phật lịch thì 2576 năm đã đến cái thời kỳ theo Phật lịch. Thì hiện nay nó cái người tín đồ Phật giáo của hảo, vì cái chỗ đã xa vấn đề cái sự mà năm tháng ngày giờ, cho nên cái sự chân truyền gọi là thất lạc chân truyền. Cho nên từ đó Đức Quỳnh Giáo Chủ buộc lòng ngày mới ra đời cổ xí lại là chấn hưng cái định đạo đó của bác anh chơi mà. Cho nên trong cái bài hiến thân sĩ khó đó, cái phần chót đó, phận tớ sát phàm tớ sẽ dâng cúng dường cho Phật đó, Phật đành ưng, dù cho phải chịu ngàn cay đắng cũng nguyện đó, đạo màu sẽ chấn hưng. Vậy thì rõ ràng là chứ chấn là chỉnh, cái chấn là chỉnh đúng lại, chứ hưng là làm cho cái đạo Phật được phát khởi lên, đó là chỉnh đúng đạo Phật lại. Một vị cách mạng quá của thời đại của tôn giáo đâu phải là một việc đơn thuần của bác anh chứ. Ngài có sứ mạng được năm sứ mạng lâm phạm mà, dân chỉ năm có sắc lĩnh à. Cho nên ngài nói là ngài được lĩnh rồi, cùng dân lĩnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ, hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức thì được hòa chân chúa. Ngài có cái sắc chỉ mà. Vậy thì người ơi, chân lý thâm lâu đời, thâm cảnh diệu quyền hẹn một nơi. Nếu chú giải giờ bốn câu này mà cho nó hết rốt ráo thì hết thời giờ, chúng tôi cắt xén nha. Vậy thì thâm cảnh là gì? Thâm là sâu, cảnh là cái cảnh sâu sắc quyền bí của Phật pháp trong cái vùng năm non bảy núi đây đó, là thầy hẹn đó. Rõ ràng gồm một nơi sửa sang tiêm tất, sử phân người đó cùng vật thưởng phong, còn đang hò hẹn trong cái hoàn cầu của cái trái đất tới đây nữa để xoay chuyển trở lại cái con tiên cháu Phật mà trở về đó cái vùng năm non bảy núi. Mà hiện nay là cô bác anh chị em biết mà, ở trong cái quyền dùng trong cái địa linh của đất nước Việt Nam thì hiện nay đó đã có là ở cái dòng sông của mình đó là cái dòng Cửu Long Giang à. Cho nên hiện nay nó tiền Long Giang hậu thất lĩnh, trước đây là chúng ta có cái dòng sông Cửu Long Giang đã chảy sang từ Thái Lan rồi Campuchia Việt Nam chuyển sang để trở về đây. Là ở đây đó ông ba ông nói là kiển Long Châu sau có hai hồ, trời xu giữ vững cơ đồ hấn ban. Kiển Long Châu sau có hai hồ, Long là Long Thiên Châu là Châu Đốc, chuyển ra hai cái ngánh đó, là giữa sông Tiền và sông Hậu đó, là lời tiên tri của ông bà Thới đó. Kiển Long Châu sau có hai hồ, trời xu giữ vững cơ đồ hấn ban, đã khiến rồi cái cơ lập
đó là thành tới đây đó là đất nước Việt Nam sẽ đứng đầu. Cho nên không có gì quý cho bằng cái chỗ là cái dòng sông Cửu Long Giang, chính dòng cô bác anh chị em à, không phải dễ đâu. Bởi vì cái dòng sông Cửu Long Giang không có sâu, nhưng mà theo lời của ông cố vấn nói đó, cái biển Thái Bình Dương 19 cây số từ trên xuống dưới đo đó, chiều kính là 19 cây số, nhưng mà chưa đâu. Ông cho biết trước là thủy bất tại thâm, hữu long tất linh, nước không cần nước sâu, nhưng mà tại vì cái dòng sông nó có rộng. Còn ở trên núi đó hen, thì cái núi mà Thiên Cẩm Sơn đường núi cấm đó, cái chiều cao của nó đo theo chiều kính là 716 mét thôi à, nó so với cái núi Tây Tạng bên Tàu 8.800 mét. Như vậy thì cái núi bên đất nước Việt Nam mình chỉ có 716 mét, nhưng mà sơn bất tại cao, thử tiên tắc danh, núi không cần núi cao, nhưng mà tại vì núi đó có tiên các vị tiên đắc đạo vô số đếm mà, cho nên cái núi Thủy Đài Sơn rồi mấy cái núi nước rồi là kia đó, để in dấu lại cái dấu chân của các vị đắc đạo vô số tại nơi đó đó, để cho người đời ta đi núi người ta lại đó người ta xem. Thì như vậy thì hiện nay đó Đức Thầy viết lên hai câu đúc kết là khí riêng liêng cái sông núi nó nhiễm màu, ung đúc giống anh hùng văn bốn bể. Từ đó dòng cái dòng sông đó là đã nó có dùng bảy núi, và cái dòng sông này đó là linh thiêng, làm sao phải có là sông linh sanh anh kiệt đó cô bác anh chị em. Cho nên từ đó sao Việt Nam mít kẻ dụng về, thông minh trí huệ nhiều người giỏi hay, không có cánh mà bay đặng trên mây, đó phép tài văn võ đã hay hơn nước nào. Sau này nước Việt Nam đứng đầu, không có cánh mà bay được mây chứ đâu bây giờ có cánh vậy chưa giỏi đâu à. Chúng tôi nói sơ lược à. Vậy thì thâm cảnh diệu quyền hẹn một nơi, chữ diệu là khéo léo, chữ quyền là kính đáo, chỉ cho khéo léo và kính đáo đây. Ngài cho hẹn với mình đó, một ngày kia có rừng năm non bảy núi đó, ngài đã cho thấu lộ một cái bài mà diễm non két đó cô bác anh chị em. Rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền quy tục cổ, tới thời thượng cổ điểu hòa mai, lầu đài núi cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyên dạy dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Đồng ý đó là cảnh thiên rồi à. Cho nên thầy nói thiên cảnh kìa kìa gần lộ vẻ, chờ người hữu phúc đến liên đài, tức là cái cảnh thiên nó sắp lộ rồi. Cho nên giờ đây mình ráng cố gắng tu ngang vậy. Thì cái câu thứ hai là thâm cảnh diệu quyền hẹn một nơi, hòa mặt trung ương tam điệp khách là câu thứ ba. Chứ hòa là thượng thảo, trung ương là đất nước Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ trở lại một cái nguồn thượng thảo tới đây. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét nó dứt câu thù hận quán, trên kẻ trí lấy công bình phán đoán, dưới dạng dân trăm họ được im liệt, trẻ do già nhìn hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn lưng nền ca kỹ. Cái thời kỳ tới đây đó đủ quý làm sao à. Cho nên bốn biển một nhà rồi, ngài cũng mốt ước mong đó, rõ ràng ở trong cái đoạn văn ngài viết đó, hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta nó ngài viết, không phải cái xứ ngài, nhưng mà ra đời chỉ vậy đó, là viết một ngọn lưỡi này một tách, đem lời vàng ban rải nơi nơi, mãn chờ trong ba tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo, bốn biển mà. Cho nên từ đó hôm nay nói thầy nói vậy là thâm cảnh diệu quyền hiệp không nơi, hòa mặt trung ương tam điệp khách là ám chỉ cho ba cõi. Tam điệp là ba cõi đó cô bác, nhưng cõi trời, cõi người và cõi Việt Nam, tức là ông Vua Minh và Hoàng mình đây. Ba cõi đó, thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngọc môn, mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không, nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị cả lòng tà gian, ấy là đến lúc xưa sang, tam hoàng trở lại nó là đời thụng ơn. Đồng ý không? Ước mơ thượng cổ hồi quy, thế trần no ấm nó phú thi an nhà, quân thần phụ tử dinh gian, hết lo cay đắng nó cùng ác và cục. Ngày giờ ngày ước mơ những mơ ước hồi quy thượng cổ, thì hết câu ái hố dèm pha, ngày mong muốn cho cái thời thượng cổ tới đây này. Nhưng mà đến cái câu thứ tư đó là đợi chờ thiên lực mới về ngôi. Cái câu này đúc kết của bốn câu rồi. Đức Thầy là một vị Phật, nhưng mà ngài phải định cái mặt khải của lý thiên đình. Cho nên làm người muốn khỏi họa đau binh, nhưng Phật chờ quay sắc ngọc đình, trị tội cho xong loài ác bạo, rồi mới công đồng thưởng phạt hết đau binh. Như vậy thì chỉ có vấn đề Đức Phật đang chờ đợi thôi. Giờ mắt câu thiên lý dị nhiên, nên còn đãi thiên quay nấy lịnh. Chữ đãi là đợi đó, hay là điên lấy gậy thuyền con dẹp hết, điên chờ thiên lệnh nó thắng cho ta, là chờ cái luật của trời đó của bác anh chị em à. Cho nên đó là hòa mặt trung ương tham điệp khách, đợi chờ thiên lực mới về ngôi.
thì hết rồi. Thế cái ngày giờ đó là thầy chờ cái cơ hội được hanh thông đạo lý là nhờ bốn cái câu sau cùng. Giờ đây chúng tôi xin trình bày bốn câu chú giải của đồng đạo: người ơi chân lý thậm lâu đời, thâm cảnh diệu quyền hẹn một nơi, hòa mặt trung ương tam điệp khách, đợi chờ thiên lực mới về ngơi. Thì chúng tôi lấy cái bằng chú giải thiếu phần bình và trên đây trên hết. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi cũng cảm ơn mừng diễn giải đề tài chị Ba mình đưa để hám hóa chị để làm đầu quá mình. Thôi thì để liên tục nói với mọi người nha, giờ đề tài cũng còn nhiều lắm mà đồng đạo vừa mình cũng đã đến rồi, không làm nhau bắt nước cả mà mình dắt nước tốt thì lấy nước tốt, còn mình lấy nước chảo, nước chảo nhiều quá không đợi lâu lắm, nói nước tốt thì làm. Đồng đạo này, đồng đạo có ở của thờ ông Ba cũng có tham dự trong cái buổi lễ như vậy, hôm nay vui lên cho huynh ba câu hạn hả lâu xong giếng chẳng mòn bỏ cây cô héo con do nay nhờ mua lượng mà còn khác nhau hạn hả lâu mà lâu mà lâu hạn còn nào chứ bây giờ mà sao thầy nói vậy, rồi bỏ cây thì nó khô rồi khỏi nói rồi, ai không có nước thì nó khô khỏi nói rồi, nay giờ mua đỡ mà mua đỡ là mua gì mà còn khác nhau, đã có mưa rồi mà thôi thì được rồi, còn mắt sao gì nữa, mà nó làm nó tay cái gì hôm nay cũng lớn tuổi rồi nhưng mà vì yêu mến Phật pháp, tôi nghe đâu có mời đến con mười lon là đi liền, ai coi không sợ đau ốm gì trơn rồi, tại vì cái sức người hữu hạn của bác anh em tôi bị cái tai nạn vừa qua sự cố nó thành nó mất cái sức đi, nếu yếu sức thì cho lẽ ra là tôi ngâm nha, tôi ngâm giảng cũng lai rai được được. Để sao bây giờ trở lại đi, cái đồng đạo này cái đề này cũng gọi là đề thứ tư đấy ha, dạ đây là ở phủ thờ ông Ba, đồng đạo không có nói tên ha, thôi giờ kể là một đồng đạo ở phủ thờ ông Ba ở Kiến An đưa lên hai câu là cỏ cây khô khoát thông quan và đọc dậy sao được, giọng tăng sĩ thanh thao như kiển, rồi mới đến cái câu là hạn đã lâu đó sông giếng cạn mòn, cỏ cây khô héo thông quan nay nhờ mưa đượm mà còn khát khao, vậy là bốn câu của ta vậy cho đứa có ba câu cắt sáng câu cho vậy trơn gian, nhưng mà chắc có lẽ đồng đạo ta cũng muốn thử mà người lon mình đưa mấy cái chiếc lẻ ông đọc sao, rồi thôi bây giờ cái bài này xuất xứ ở đâu, bốn câu này phải nằm ở trong cái bài thu đó cuối của Đức Thầy viết vào ngày 30 tháng 9 1940, gồm có 150 câu à, đồng đạo chỉ đưa ra có ba câu à, cỏ cây khô héo thông gion thế này không vậy đó. Rồi thôi bây giờ chúng tôi xin trở lại phần đầu. Giọng tăng sĩ thanh thao như kiển là cái lời nói của Đức Thầy đó, nhưng một cái tiếng kiển nè, cái tiếng chuông đánh vào cô bác anh đại đồng chuông đạo bon ngăn cho người say ngủ đó tỉnh lần giấc mê. Lời nói của Đức Thầy đó cô bác anh chị em à, không phải là giật đơn giản trong cái bài Vĩnh Hằng Nga đó. Nếu cô bác anh chị em làm gì có đọc lại với tôi thôi. Thầy viết cái đoạn văn là miệng nhỏ đó, tiếng to nó gian bốn bể, còn lưỡi mềm đó lời lớn nó dậy rồng mây, chứ đâu phải việc đây phải không, cái lời nói của Đức Thầy đâu phải việc đơn thuần đâu, miệng nhích môi thì đầy văn tao nhã, còn hạ bút thần thì thơ đã đề khai, cho nên các nhà văn khi xưa bây giờ người ta tán Dương Thầy cái câu là mồm sông bút sấm, cái miệng của thầy nói như dòng suối từ trên chảy xuống không ngưng không kể, suối tiên thánh đổ ra cuồn cuộn mà tràn ruộng lòng đó gieo giống mấy nơi, cái lời nói của thầy như dòng suối từ trên nó chảy xuống gọi là tuyền giống đó, bốn cái chữ kinh nghĩa đó là xuất sanh tuyền giống hiển nhị và cách na, lời nói của thầy như dòng suối từ trên chảy xuống gọi là tuyền giống, có các công năng chảy không kệ, cho nên vì mà thầy mới dùng cái danh từ ở trong cái bài thu ra cố giọng tăng sĩ thanh thao nó như kiển, cái lời nói của thầy như một cái tiếng chuông đánh, một cái tiếng kiển mà ở nơi một ngôi chùa để thức tỉnh tất cả những cái hùng mê chúng sanh trong cái cõi, trong cái cõi thế đó, cho nên giọng tăng sĩ thanh thao như kiển, bây giờ đến hạn đã lâu sông giếng cạn mòn, cái chữ hạn đã lâu là cái phương pháp của Đức Thầy dùng, cái phương pháp gọi là nhân cách quá để cho chúng sanh biết được hiện nay đó, cái người sống trong cõi này họ rất khát khao về đạo lý, họ có giàu có thiệt tiền bạc, nhưng mà về cái tiền bạc của cái đó thì chỉ dinh thân thì gia mà thôi, chứ họ không có đem lại cái lợi ích gì cho trí tuệ, cho nên từ đó họ đã bị khô rồi, dân ta nghèo túng về đạo đức, chơi giỡn đua bơi mãn tối ngày, mãi tối ngày nhìn thấy chuyện gạo châu củi quế, nghèo bạc vàng
nhưng mà bên đây là đạo đức nó cũng nghèo, nghèo tiền bạc thôi nhưng mà luôn cả đạo đức người ta quá nghèo. Cho nên vừa rồi chúng tôi đi bên cái thị trấn Kiến Thường, số gia đình ở bên người ta giàu có của bác anh em không, nhà thờ cất từ 2-3 tầng lầu vậy đó, giao vậy đó, nhưng mà cái vấn đề đạo đức thiệt là nghèo, nó nghèo sát sống của bác. Cho nên tụi tôi đi qua mà mấy cái vùng khô héo đó không, nhớ là cái câu dặn thầy, hàng đã lâu sông giếng cạn mòn, thiệt nó cạn rồi, là do nó cái chỗ mà đạo lý chúng ta số người không có đó lãnh hội được để mà tu, thì rồi đây họ chết đi cái thân mạng mà luôn cả cái huệ mạng họ chết luôn. Tôi nói cho cô bác anh chị em biết nè, hiện nay con người sinh ra đây cái nhục thể này gọi là thân mạng này đó ha, nó chết theo thời gian từ 100 tuổi theo lời của Đức Thầy dạy. Đó, mấy ai trăm tuổi ở đời được như bành tổ mà đời lỡ danh. Nhưng mà có một điều, nếu nó chết theo thời gian nào cũng được, có một điều là đừng chết về cái huệ mạng này được. Huệ mạng chỉ là có sự sáng suốt đó. Cái người mà sống trong cuộc đời mà ta không nhận thức được cái cõi đời là giả tạm, thân thế là vô thường, thì sống cuộc đời tối tăm mù mịt cũng như đi ban đêm vậy thôi à, chứ không có gì lợi ích đâu. Cho nên vì lẽ mà hôm nay đó chúng ta có cố gắng là thầy dùng cái danh từ là hạng đã lâu sông giếng cạn mòn, biết được chúng sanh nó thiếu gì cái phần đạo đức quá nhiều đi đó. Cho nên thấy sinh chúng nhiều người khờ dại, chẳng biết gìn phong quá lễ nghi, nên ta đem đạo đức để duy trì, để gìn tục cổ, để kẻo người chẳng rõ. Chữ duy là có một, mà chữ trì là nắm giữ. Ngày đem cái đạo đức để cho con người ta gìn cái thuần phong mỹ tục đây, để cho nó xứng đáng trong bà con hồng cháu lạc của ngày xưa mà. Cho nên từ đó ngày mới cổ xí cái nền đạo đức đây, để cho mọi người trai thì ăn ở theo vấn đề tam ca ngũ thường, giới bên đây thì giữ được cái tấm tứ đức tam tục. Xuống dương gian thân niên nào nệ, chốn hồng trần đó đuốc huệ liền khai. Cho nam nhi là quý ông bên đây nè, sửa mặt râu mài, còn hàng phụ nữ thì dồi câu trinh liệt. Cho nên đấng nam nhi học lấy điều không lòng cung hiếu, dình theo đạo lý, còn hàng phụ nữ thì gương xưa nối chí, những mẹ hiền dâu thảo rõ truyền. Ngài dạy cái cách ăn phối ở của nam giới nữ giới đó, nó tinh thường của bác anh chăng. Giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở cái chữ tu như dung trọt, nó không còn thiếu rồi. Nhưng mà hiện nay đó, cái số bà con mình biết nè, cái cơ hội mà trời đất sắp đặt cùng tới đây, nhưng nếu mình mà không có chịu mua một cái giá nào để vô đó để mà có cái thuộc, tỏ tình đời ít câu cung thỉnh, mong kháng quan đó vào cửa xem tù, mà muốn xem được cái tuần đời hay cái tuần hát gì thì phải mua vé, phải không em? Cô ta phải mua vé. Ừ, cho nên từ đó hôm nay ráng nghe dột cái chén cũng được nữa, giá nó có 4.000 ba cũng được đó. Ừ, mà có gọi hơn là chắc chắn là không có cái giá nào. Người không vé là người không chịu vào đạo, không chịu tu, có khổ sầu của bác anh chị em biết đời nào được. Không tu trường khổ cũng ngưng, tu hành gặp cảnh vui mừng có thái. Cái người không tu có khổ chung kiếp luôn cô bác anh chị em, không biết đời nào ta được là người đâu. Trên hạng đã lâu bỏ cây khô héo thon giòn, hiện nay ngài thấy cái cuộc đời cũng có cuộc hạng mà chết cái loại cỏ cây nó héo lần chết lần, ý nói là con người nó mất đi đạo lý rồi, nó chết lần cả cái vấn đề thân mạng rồi, đây rồi đức chủ huệ mạng chết nữa đó cô bác anh chị em, chết huệ mạng phải hồn chết luôn nữa đó. Đó, cho nên từ đó đó đã là bỏ cây khô héo thon giòn, nay giờ mưa đượm mà còn khát khao, chứ đượm là đượm nhừng đó, ám chỉ cho ngày nay mưa nè, ngày mai mưa, tháng này mưa, tháng sau mưa, mưa tiếp tục vậy, ám chỉ cho giáo lý Phật giáo vào Đức Bình giáo chủ tiên tri giai đoạn xưa nay đạo hạnh quá lưu, nhưng mà ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa, đồng ý không? Rồi đạo phát tay. Mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm, từ đây đạo hạnh được mầm thanh cao, từ đây cái mầm móng Phật giáo hòa hảo đã được phát triển rồi. Bây giờ các cái tôn giáo ra đời trước của Phật giáo hòa hảo, nhưng mà hiện nay nó Phật giáo hòa hảo ra đời sau hơn, có cái tư cách pháp nhân là sau hơn. Năm 1999 đó, ban tôn giáo ông Lê Quang Vĩnh đó, là ở tôn giáo chính phủ ở Hà Nội đó, người ta lên tiếng rằng Phật giáo hòa hảo là một cái mối đạo ra đời sau tất cả các nền tôn giáo, có cái tư cách pháp nhân sau hơn. Nhưng mà cái chuyện làm lành lánh dữ, cái chuyện làm từ thiện đó sẽ đứng đầu hơn các tôn giáo khác, phải không cô bác? Cho nên tôi nói đó, cái câu mà của ông Phật Thầy Thế An viết trong cái bài mà thi ngày xưa đó để lại đó, thì ông nói giàu nghèo chưa chắc đừng lo, chí tâm niệm Phật thì trời cho duyên lành,
một cây mà gẫm biết mấy nhành đạo nào bằng đạo làm lành tiếng thơm. Không có cái đạo nào. Quý vị thấy trên thế gian này cái đạo nào mà bằng đạo làm lành lắm, phải không? Rõ ràng vậy đó. Cho nên hôm nay nó lòng nhân chân khá tập đèn thạch sùng dương khải sách đèn ai ưa thánh hiền thôi tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện đó người ưa kính thờ. Cái ông đi xin đó mà ông lựa cái nhà nào có cái bàn thông thiên ông mới ghé, ông cũng biết chứ mấy chỗ này dù dầu hèn cũng thế đỡ mấy câu mà trớ bớt. Không mà cái đó nói thiệt vậy đó, tâm lý chung vậy đó. Thành ra từ đó mình thấy cái chỗ nào mà đâu đâu cũng Phật cũng trời, chốn nào không đạo thì sao nè, là đời vô liêm đó. Thôi không làm sao nó hết được. Vậy thì giờ đây Đức Thầy đã nói rằng hôm nay dấu lý của cô giáo Hòa Hảo đã được theo cái sự ước mơ của Đức Thầy rồi, để mà mãn chờ trong bá tánh thảnh thơi khắp bốn biển liên di Hòa Hảo. Hiện nay đó chúng tôi vừa rồi đó, cách đây 7 ngày tôi điện thăm công bạn đạo tôi ở tại Củ Chi đó, có một đứa con gái có chồng bên Mỹ á, về nhà thăm cha của nó là 2 tháng mấy rồi. Nhưng mà nó nói như thế này nè, nó nói ông Mười ơi, tình cờ gặp ông được nói chuyện với ông cha tôi đây đó, tôi cũng nhớ lại là tôi bắt cái thẻ của ông trong cái YouTube mà cái thẻ ông rất nhiều. Hiện nay tôi rất quý mến tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và số giảng viên rất nhiều vậy. Mong rằng cái tiếng nói của số cô bác anh chị em thiện tri thức đó, được loan ra nhiều cho chúng con được hạnh hưởng. Tình cờ chúng tôi về đây, tôi nghĩ rằng không bao giờ gặp lại ông đâu, mà lại là gặp trên cái Zalo YouTube này, thì tôi rất quý mến. Hiện nay tôi mới hỏi lại, hỏi ủa tôi nói trong bản xứ Việt Nam rồi ở nước ngoài được có nghe sao không? Thầy ơi, ở ngoài tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo tôi, người ta ra với nước ngoài người ta làm ăn, ta nghe giống thầy nó mới lắm mà ơi. Vậy mà tôi nói đâu nói có trong bản xứ Việt Nam nghe không chứ, hồi nước ngoài cũng có nghe nữa. Cho nên chúng tôi rất cẩn trọng khi lên diễn đàn gặp lại số cô bác anh chị em, một nỗi vui mừng chúng tôi không thể mà giấu đi được. Mừng là mừng cái đạo hiện nay được phát triển, lo là lo có cái vấn đề cô bác anh chị em không bình chí diệu dai. Trong động văn của Đức Thầy viết cái động văn than rằng ít ai giữ đặng chí bền, tu như nước lớn mà rầm bèn thả trôi. Nước lớn nó đi ta nói ồ ạt mà nước rầm nó xu rít gì đó. Tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm, bữa nay thì nó quá lỡ mới quá bầu. Thành ra cái đó cũng không được, mình làm sao y theo Đức Thầy dạy, là cái người tín nữ thiện nam nhìn mỗi đạo dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh, kiên trinh mà chịu lúc nàng tay dẫu có gian nan giả cho này, vàng đá bao phen cơn nước lửa chì thâu lắm chuyện lúc non hài bền gan, chờ đợi ngày xung hiệp gắn chí trong mong mũi địa khai, thiên địa tùng quần gom một mối, phàm trần giảng kiếp kiến bồng lai. Thôi thời giờ có hạn, vậy thì cái phần trình bày của tôi trong cái động văn sau cùng của đồng đạo là cỏ cây khô héo thông doan na nhờ mưa đường mà còn khát khao, thì để chúng tôi trình bày theo lúc chú giải thôi. Và trước khi giải biệt cô bác anh chị em, cũng còn số mấy em nó lên đây gặp lại nữa, chúng tôi không chống hết thời gian. Và mong một điều, cô bác anh chị em mình nghe kinh nghe giảng rồi đó, thì chúng ta ráng trở về với cái nội tâm sống trong cuộc đời y theo lúc mình dạy, là tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bằng xả thân tu tỉnh. Lạc đạo là vui với cái đạo chứ không phải lạc là đi xa đạo, không phải vậy. Lạc đạo là vui với cái đạo, ăn trong cảnh nghèo, xả thân rồi bỏ cái thân này trở về cái chỗ xác biết. Cho nên ông Ba Thới thường nói đó cô bác anh chị em, hễ công danh lợi xa trời giống Phật, đường Tây Phương tích vật có đi. Cái đường về Tây Phương mà ai vật chất nhiều đi không được đó. Còn hôm nay Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng dạy đi ha, lời lành mắt lắc tai ngơ, đua theo vật chất thì hững hờ đằng tiên, hố sâu ở tình dục lại nơi ghiền, kiềm cho đến lúc chúng khiên quan tài. Vậy mà cũng ráng được 2 câu yêu đạo. Thôi thưa quý vị, thời giờ có hạn, vậy thì một lần nữa trước khi dứt lời cũng không quên đem lên 6 câu của ông Ba Thới: việc đời không nhớ là hay, việc đạo không nhớ là tiêu thay mất hồn, làm dữ cũng có tiếng đồn, làm lành tiếng nổ như cùng Thái Sơn, dạy đời lấy đạo là không, mà lấy đời dạy đạo là chôn lấy mình. Thôi một lần nữa không quên đốt nén hương lòng nguyên hầu vòng ơn tam bảo quên lên Đức Thầy, xin gia trì hộ độ hương linh quá cố cũng như của quyền chung của chúng ta để quái âm sau khi nghe ba giáo lý Phật giáo Hảo đồng được siêu hóa trở về cảnh an lành chư Phật, và các bảo dương chúng ta đồng phát tâm bồ đề giống mảnh tinh tấn tu hành để làm 2 điều của Đức Quỳnh Vũ Chủ dạy: nợ thế âu toan tròn nợ thế, đường tu sớm liệu dạng đường tu. Và đến đây chúng tôi chấp dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.